chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình ha. Hôm nay nè, cuối tuần của chủ nhật mình thay nước cho hồ cá mình nè. Con này chuẩn bị lọt nữa bạn. Còn con mà bự nhất là bữa hổm nó được con rắn được nó ra phối đó bạn. Đó, hôm nay bự không? Hôm nay mình cho nó ăn cá chê ba lớn thôi nè. Qua thấy vô bốn con mà chắc còn con rắn lột nó chứ không ăn hay gì qua. Đó. Bự không? Hôm nay bạn nhìn thấy bự không bạn? Đây con này nó nằm biết gông đóng luôn rồi bạn. Rồi giờ mình xả nước vô các bạn. Đây, gỡ xuống xuống đây. Có cái vòi sẵn rồi nè. Tổng thể với trang này cho bạn xem từng mình cho nó ăn lần luôn các bạn. Có mấy cái chơi phi đó mình thả vô cho nó ăn, còn bữa nay ăn dư hết một con. Rồi kết thúc chỗ phần gắn bữa nay mình nhìn mới để gắn mình nó bự quá.